quý vị, để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thì các cơ sở trang trại chăn nuôi, công ty, doanh nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm cần liên kết hỗ trợ nhau tạo ra chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Với cách liên kết này, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm sạch và phần lợi nhuận cũng được chia đều cho những người trực tiếp tạo ra vật nuôi. Trại chăn nuôi gà công nghệ cao của ông Lê Văn Quyết rộng hơn 3 hectare này, nằm trong khu chăn nuôi tập trung ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Hiện trang trại đang tham gia chuỗi liên kết giữa Hợp tác xã chăn nuôi công nghệ cao Long Thành Phát, công ty giống Bell Gà và công ty trách nhiệm hữu hạn The Hughes Hà Lan, sản xuất gà thịt, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hiện mỗi lứa, trang trại nuôi khoảng 150.000 con gà thịt, thời gian từ khi nuôi đến xuất chuồng từ 32 đến 37 ngày, trọng lượng đạt khoảng 2,4 kg một con. Tính ra mỗi lứa, trang trại này cung cấp cho thị trường khoảng 360 tấn gà thịt. Số lượng gà này được công ty trách nhiệm hữu hạn The Hughes Hà Lan bao tiêu toàn bộ với giá bán ổn định. Đặc biệt trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ thịt gà giảm mạnh, dẫn đến giá thịt gà giảm xuống rất thấp, chỉ còn 5.000 đồng một kg. Hầu hết các trang trại chăn nuôi gà công nghiệp đều thua lỗ nặng. Riêng trại gà công nghệ cao này vẫn được đơn vị liên kết thu mua hết với giá ổn định, cao gấp 6 lần giá thị trường. Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát là chăn nuôi là theo chuỗi giá trị, tức là hiện nay có hai chuỗi, một chuỗi là liên kết với công ty Kuzu Itech là phục vụ xuất khẩu 100% sang Nhật Bản, và một cái chuỗi thứ hai là chuỗi của công ty The Hut của Hà Lan, thì cái chuỗi này là có 2 đến 30% là phục vụ xuất khẩu, còn lại là tiêu thụ trong nước. Thế thì ở đây là liên kết bao gồm là liên kết con giống, liên kết sản xuất cám, liên kết giết mổ và chế biến, liên kết với như vậy coi như là các đơn vị là cung cấp thuốc thú y. Bốn trang trại nuôi gà chuồng lạnh khép kín công nghệ cao, diện tích từ 3 đến 6 hectare, có từ 10 đến 16 sàn nuôi, quy mô 720.000 con gà, nằm trên địa bàn xã Suối Rau, huyện Châu Đức và xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, được Hợp tác xã Long Thành Phát đưa vào hoạt động từ năm 2013. Không chỉ đầu tư chuồng lạnh, các trang trại này còn có hệ thống quản lý nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, nước uống tự động. Ngoài ra, hệ thống phun thuốc sát trùng và xử lý phân được kích hoạt để ngăn ngừa vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào, ảnh hưởng đến đàn gà, ngăn mùi hôi phát sinh. Để được các công ty ký hợp đồng liên kết, người chăn nuôi phải xây dựng chuồng trại xa khu vực dân cư, xa vị trí đầu nguồn nước nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. Gà khi đưa về chuồng nuôi phải được kiểm tra, tiêm vaccine phòng dịch bệnh và vệ sinh tiêu độc chuồng trại sạch sẽ. Ngoài liên kết về con giống, thức ăn chăn nuôi và bao tiêu về đầu ra, trong thời gian nuôi, công ty cử bác sĩ thú y hướng dẫn chủ trang trại cách chăm sóc gà và thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại theo đúng quy trình. Chăn nuôi bền vững lâu dài thì như vậy là bắt buộc những người chăn nuôi phải liên kết lại với nhau thành bè, thành mảng, để như vậy là coi như là có cái sản phẩm là đạt tiêu chuẩn và có đủ cái sản lượng để như vậy là coi như là liên kết với các đối tác. Chứ còn nếu đơn phương độc mã, mạnh ai người đó làm thì trước sau thì cũng sẽ như vậy là phá sản. Cái đó là tất yếu. Rõ ràng là như vậy là khi mà phát triển theo cái hướng gọi là chuỗi giá trị thì nó sẽ rất bền vững, và ở đây là lợi ích nó sẽ chia đều cho các bên. Có thể thấy, tham gia vào chuỗi liên kết không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp mà còn giúp người chăn nuôi giảm thiểu rủi ro, thuận lợi về đầu ra. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê duyệt dự án chuỗi liên kết giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi tại tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây không chỉ là cơ hội cho các cơ sở doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất,
mà còn hướng tới phát triển bền vững ngành chăn nuôi của tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng 3 mô hình liên kết điểm, gồm chuỗi liên kết chăn nuôi heo tại huyện Xuyên Mộc với quy mô 38.000 con, chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm tại huyện Xuyên Mộc với quy mô 500.000 con gia cầm thịt và chuỗi liên kết trứng gia cầm tại Xuyên Mộc, Long Điền, Vũng Tàu với quy mô 200.000 con gia cầm. Từ 3 chuỗi liên kết điểm này sẽ tiến hành hỗ trợ xây dựng và hình thành thêm 16 chuỗi để đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh hình thành và đi vào hoạt động 19 chuỗi liên kết trong chăn nuôi heo, chăn nuôi gia cầm thịt và chăn nuôi gia cầm trứng. Thưa quý vị, việc hình thành và phát triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi bao gồm cung ứng con giống, vật tư, chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và cung ứng sản phẩm ra thị trường sẽ góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm của ngành và cung cấp sản phẩm an toàn chất lượng cao cho người tiêu dùng. Hy vọng thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hình thành thêm được nhiều chuỗi liên kết để giải bài toán khó khăn về đầu ra cho người chăn nuôi, tạo điều kiện giúp ngành chăn nuôi hội nhập quốc tế.